giới thiệu với mọi người một cái tiệm bò nẻ ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12 nha. Bò nẻ bánh mì. Đây, ở đây là có đặc điểm là bò nẻ mà được khuyến mại tặng nước ngọt. Đây, rất là hay mọi người. Gọi là bò nẻ Kim Yến hả chị? Địa chỉ của mình là bao nhiêu ta? 137/7 em. 137/7 đường à? Không, thôi em lấy là số 39DHT. À, 39D. DHT 39 luôn. À, DHT 39. À, DHT là Đông Hưng Thuận 39 nha mọi người. À, nó là Tân Hưng Thuận nhưng mà nó lấy cái đường là DHT. Dạ. Đây, có đặc điểm là khuyến mại nước ngọt nha mọi người. Một dĩa bò nẻ là bao nhiêu tiền đây? Dạ 30.000 em. 30.000 một dĩa. À. Bán là được 5 năm rồi nha mọi người. 30.000 là trong đó là tặng nước ngọt, có một ổ bánh mì, có những dĩa rau trộn. À. Đặc biệt ở đây rau trộn của chị là bằng giấm nuôi. Giấm nuôi hả? Đúng rồi, chị à. Bằng nhau với đường. Ồ, hay quá ha. Em cứ ăn thì em thấy nó sẽ có cái khẩu vị khác thì. À. Mọi người ăn cũng đều nhận xét chứng. À, nha mọi người, đấy thấy điều lạ chưa? Hôm nay mới phát hiện một điều đặc biệt. Là rau trộn là với giấm nho hả? Cái giấm làm bằng nho á. À, gọi là giấm nho được không? Nho mà đúng nho Ninh Thuận nó làm. À, dạ. Review lên mời khách tới ăn. Review trên một lâu gặp ông khách đặc biệt. Review lên kênh YouTube Live in Việt Nam. Cái này là mình làm đem về. À, đem về ha. Ừ. Chứ không phải làm cho em ha. Không. Ở đây còn anh làm cho em một xíu thì chị làm liền cho mình, sẽ làm trên cái này. À dạ. Đây chị kết hợp song song chị làm luôn cho em. Bán được 5 năm và có một điều đặc biệt là bò nẻ được có rau trộn, bánh mì. Tức là giờ bò nẻ 30 ngàn nhưng được khuyến mại bánh mì, rau trộn và rau trộn. Nó có vẻ có thuốc lẻ không? Có đây nè. À, anh có chứ. Bà chủ rất là dễ thương, chia sẻ luôn. Vì nó hơi nóng cho nên thành ra phải đem cái gì. Dạ. Dạ lấy giúp chị. Thì chủ rất là dễ thương nha mọi người. Ai đi qua chỗ phường Đông Hưng Thuận thì ghé vào ăn. Tân Hưng Thuận chứ. Khuyến mại nước Coca-Cola. Mày rất ngọt. Hay nha mọi người. Và đặc biệt cái món rau trộn làm từ giấm nuôi. Giấm nuôi nhà từ nuôi luôn. Rất là đẳng cấp. Cái món bò nẻ này hình như xuất xứ là đâu ta? Trên nước ngoài hả chị ha? Nếu mà chị nhớ không lầm hình như là nó nhái ra từ cái củ bít tết của Pháp. À đúng rồi, đúng đó rồi. Mà người ta ăn với lại cái bánh mì sandwich. À đúng rồi, đó là. Nhưng mà tới Việt Nam mình thì nó lai ra là Việt Nam mình biến tấu lại ha. Là tại vì mình ăn ở trên cái đầu bò nên nè. Nẻ là sao ta, gọi là nẻ là từ là để trên cái đầu bò này xong rồi mình làm vô cái nó văng á, đến khi bưng lại bàn nó người, cái nóng lên. À người ta phải nẻ. À hay quá. Nó chỉ đơn giản là như vậy. À bây giờ em mới biết rồi chứ lâu nay em đâu biết đâu. Mà đặc biệt ở đây có cái nước tương, ở đây là chị không có làm cái chai nước tương y luôn nhưng mà chị sẽ phi tỏi lại, chị sẽ pha chế thêm gia vị trong đó nên ăn nó rất là ngon. À hay quá. Ở đây toàn đồ như nhà tự làm không ạ? À? Đúng rồi. Ở đây em thử một tí. Ở đây đặc biệt là nó cái nhiều người hay thích ăn cái đơn giản chỉ là cái bánh mì trứng của chị thôi. À. Cái ông xe ôm ráp ở đâu chẳng có bánh mì trứng. À. Mua đâu cũng có liền nhưng mà đặc biệt ở đây có cái nước tương, ta ăn vô nó dễ chịu mà nó nó ghiền ghiền cái miệng á. Nên muốn ăn bánh mì trứng thì chạy ra tới đây. À hay quá ha. Là do cái nước chấm mà chị pha chế lại. À, Tí nữa ví dụ như em có ăn là em sẽ tự cảm nhận được cái nước chấm nó khác. Dạ đúng rồi. À, có hai cái thường chị bán chị hay chú trọng cái gia vị. Nó
nó ngon hay không là cái món ăn nó đều nhờ gia vị. Dạ dạ. Hay quá. Thật ra là chị cái nước chấm thường chị hay chị làm mặn. Dạ. À, hay lắm nha mọi người. Đây là một phần của cái bò né 30.000. Dạ. Tức là ở đây là có hai cái món rất là đặc biệt. Đây, chị chủ chị giới thiệu đó là cái món rau trộn làm trộn với giấm giấm nho, giấm chua nho nha mọi người. Còn như cái nước tương cũng rất là đặc biệt nữa. Nước tương là do tự chế biến luôn, chưa bao giờ thấy, hôm nay mới biết. Với lại được chị chủ giới thiệu cái sở thích cái món bò né, tức là cái món bò né này nó lai của người Pháp đây mọi người. Rồi bắt đầu Việt Nam mình chế biến lại cho nó hợp với khẩu vị của mình hơn. Và cái này nóng quá mà đem ra bàn thì người ta né đi, thì gọi là bò né. Hay quá. Thậm chí có nhiều đứa bé bỏ lên nó chạy. À nó chạy rồi, gọi là bò chạy luôn ha. À phải bỏ lên cái này cho nó đỡ nóng. Rất là hay. Sẽ bỏ lên cái này nha mọi người. Thôi đổ nóng rồi. Đây có cả bánh mì nữa nha. Đây lại chị soạn cho một phần viết một phần kế tiếp nha. Yeah, bánh mì nha mọi người. Bò nãy là ăn với bánh mì. Ui cái này nóng quá rồi. Tắt chung cho ba chú. Thì bò nãy là phải có thịt bò, trứng, một miếng pate, rau trộn, các cái loại rau gia vị ăn kèm và nó phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình. Cái tiệm bò nãy đấy mà. Là kim yến đây. Đây bò nẻ, bánh tráng trộn, bánh mì nữa. Ở đây có cái vị nước tương rất là đặc biệt nha mọi người. Này bằng giấm từ nhà giấm nho nhà tự làm này, hay không? Nó vẫn đang còn nóng này. Cái miếng này là miếng gang hay miếng thép gì đó? Thử. Nó đấy nè, làm miếng trứng. Con đang ăn. Tương này cũng rất là đặc biệt. Giấm nho nên nó thơm mùi nho lắm. Cực kỳ thơm mùi nho luôn. Đấy nữa không? Đưa đây mày gánh cho. Chuẩn bị mài thêm nước ngọt nữa nha.
dụ như bình thường mình muốn làm ra ra giấm ra rượu nho á, yeah. thì mình làm 1 ký đường với 1 ký nho thì nó sẽ ra rượu nho, yeah. và uống nó vừa ngọt ngọt, nó chua chua, nó có cái men. Còn nếu mình muốn làm giấm thì 1 ký nho chỉ cho 2 lạng đường, tự động nó sẽ ra 1 bè con giấm luôn. À. Xong bắt đầu là mình mới lấy cái con giấm đó, mình lấy 10 lít nước bỏ với lại 2 lít rượu với lại 4 ký đường, là mình thả cái bè con giấm nó ra. Chừng khoảng 1 tháng sau là mình sẽ có 2 lít giấm nuôi làm nho với đường. Dạ, không có chất bảo quản, không có gì hết. Yeah. Ở trong đó nó có một cái màu nó hơi đỏ đỏ, yeah. nó hơi đỏ đỏ của cái nho, yeah. mà nó vẫn là trong suốt. Dạ, hay quá ha. Dạ, dạ, hay quá ha. Cho nên nhìn cái màu giấm, nước giấm thì trộn trong rau nó còn ra đó, yeah. cái màu nó hơi đỏ đỏ là do nó giấm chứ không có trong phèn, giấm nó chắc là trong nước. Dạ, yeah, hay quá ha. Con giấm nó tự làm luôn. À, hay quá ha. Nhiều khi chị chỉ cho nhiều người muốn lấy làm con giấm chị cho họ. À, chị luôn, không có giấu nghề. Không, không, chị hết bò ướt xa chị cũng chỉ luôn chị. À. Cần đâu giấm, chân đi không không hết đất Tây Giang, không hết trời. Dạ yeah, đúng rồi. Dạ yeah, đúng rồi. Tây à. Người nào nói Tây Giang hết đất, người nào nói chân đi hết đất, nói Tây Giang hết trời đó. Dạ dạ. Thấy cái nước tương đặc biệt nữa. Trời, nếu có cái đó thì trời cho ai mới được. Dạ yeah, đúng rồi. Hay quá. Hôm nay chia sẻ với mọi người một tiệm bò nái rất là dễ thương. Cô chủ dễ thương, bò nái rất là ngon nha. Thế mình đang làm món gì ạ? Cái này à, mình làm cho đem về. À. Bò sao? Bò chiên, bò chiên. Cái này thiệt ra là không còn ấy nữa mà là xào rồi. À, xào rồi. Nhưng mà cái vị của nó vẫn cái còn. Dạ, dạ, dạ. Để mang về. Mang về cho nên nó không có né nữa. Ở đây mình bán một tối khoảng là một ngày khoảng bao nhiêu phần ha cô chị ha? Bán từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? À? Khoảng 10 giờ tối, 10 giờ tối, từ khoảng 3 giờ là bắt đầu chị dọn. À, từ 3 giờ. Nhưng chị mở cửa là khách có thể ăn liền. À, tức là từ 3 giờ chiều cho đến 10 rưỡi đêm. Nhưng mà thường thì tầm tầm khoảng cỡ 4 giờ bắt đầu khách. Dạ, dạ, dạ. Nha mọi người. Mọi người có đi ăn thì chọn đúng với khung giờ nha. Từ 3 giờ chiều cho đến... Con ngồi đi. Con thấy nào? À, con có thể con ngồi trước. Con có thể tự lấy bánh mì giùm cô luôn đi con. Rất là hay nha mọi người. Yeah.
nóng. Nè. Rồi bỏ. Đúng rồi, đúng rồi. 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 Đúng